Xin chào ông bà cô chú Anh chị em gần xa Hôm nay á, là ngày cuối tuần Nên á, cả gia đình Mẹ chồng chồng hàng Hà trai út cùng nhau Đi lên trên núi để trồng rau Một ít rau thơm Có đường đi á, thì Núi trở Chập trùng Mà trời hôm nay á, Ông bà cô chú biết không trời rất là ấm áp cái mùa nắng mà gió gió dữ lắm luôn gió hôm nay là ngày cuối tuần mà gió rất là nhiều cái đường đi thì cũng không có lên núi thì nó cũng không khó lắm đâu nhưng mà cái đường đi thì ông bà cô chú thấy rồi đó cây quang sơ nhìn nó hả là cảnh nó buồn ơi là buồn luôn không có nhưng mà lúc này á sau mới có hơi ấm ấm thôi thì đã bông rỗ đầy theo đường những cái uh, bông hoa và những cái uh, con đường đi lên trên núi á. thì cũng có uh, nhiều người người ta trồng rau trồng uh, trồng rau với lại uh, trồng uh, uh, hành lá rất là nhiều còn trái út mình á, thì cứ đi heo bà nội Ồ, oh, cái cây này là cái cây mơ thì bây giờ cái cây mơ nó đã ra bông bên Hàn thì gọi là cây me nhưng mà bên việt nam mình là cây mơ sau này á mà giữa tháng nắng nó ra bông ra trái á thì nó có um, trái người ta hái đi người ta sẽ ngâm với đường đường xong rồi người ta mới um, để trong khoảng một năm hai năm gì đó nó ra nước rồi đó người ta uống để ta trị cho cái khi mà mình đau bụng nè mình tiêu ở táo bón nè là mình uống rất là hay cái cái trái mơ à, bên hàng kêu bằng trái mèo xin á thì à, cái con đường này đến à, chỗ à, đất của mẹ chồng mẹ chồng là trồng à, cây thì hôm nay mình có mua ít giống Việt Nam trồng à, cùng với mẹ chồng à, cái năm trước thì mình cũng trồng ít rồi nhưng mà nó mùa đông nó chết hết nên bây giờ nó cũng còn lên lên con rất là nhiều luôn mình với mẹ chồng mình trồng rau thơm một ít vài bữa nữa mình cũng mua thêm ít giống ổ hoa hay là cải gì mình trồng thêm bây giờ mình chỉ trồng rau thơm trước thôi mẹ chồng mình trồng mình chỉ gó thôi mình chỉ ấy thôi chứ mình cũng không biết trồng đâu mình trồng thì sợ nó không có lên á còn mẹ chồng mình thì hay trồng nên là nó lên rất là nhiều, nó nó tốt lắm. còn mình thì mình trồng nó không được tốt, tại mình chưa biết cách trồng á. mình trồng rau răm nè, quế nè, rồi ngò gai, ngò ôm nè, những món rau mà mùa nắng mình ăn được, uh, uh, rau sống được, mình ăn được lúc mình nắng á. ông bà cô chú, anh chị em á. Mình có được phánh đất gì mình trồng á Mùa nắng á Mình ăn á Nó lợn lắm Nó không có tốn tiền rau ấy. Vài bữa nữa Mẹ chồng mình trồng Rau của hàng nữa Như cà Tím nè Rồi à, Bây giờ mẹ chồng mình á Cũng có trồng một ít hành Đây là mẹ chồng mình lấy phân Để bỏ lên cho nó mau Mau tốt Chồng mình thì là lấy nước Lấy nước để à, à, Tưới cho nó Thấm đất á còn trái út mình nó quậy quá đi nó bị uh, đi tới đi lui á cát không à nó cứ vẫy vô nó cứ chai đồ á nó bốc cát bốc ấy rồi nó đi heo nó quậy lắm uh, mẹ chồng mình cũng có trồng uh, ớt nữa nè uh, ớt rồi ớt uh, ớt uh việt nam mình á ở uh, mình mua chục cây ớt việt nam mình trồng trước rồi uh, vài bữa mình mua nhiều nhiều mình trồng tiếp nữa Lúc này mình trồng Cho tí nữa mình đã Hàng nắng lên là mình có ăn rồi nha Nha mọi người à, Mẹ chồng mình rất là giỏi mùa, mùa nắng thì Mùa mới vừa xong Mẹ chồng mình đến làm đất sạch thật sạch luôn Chứ à, lúc trước thì nó dơ lắm Tại vì Mẹ chồng trồng rất là nhiều Rau à, Mình trồng được nhiêu đây rồi đó Vài bữa nữa là mình có rau ăn rồi à, Xin ông bà cô chú À, mình cũng uh, tạm dừng um, à, miếng miếng đất này mình hay cũng thấy trồng cũng rất là nhiều nha vài bữa nữa thôi mình cũng hết uh, đoạn video mình xin uh, ông bà cô chú um, hãy cuộc sống hàn quốc xin cảm ơn ông bà